Nên mình giới thiệu với các bạn là món bánh khoai lang nhé. Thì mình nguyên liệu gồm có một củ khoai này, bây giờ mình thái khoai ra nhỏ. Thái ra thành sợi ra để mình cho vào nước để mình ngâm cho nó đỡ nhựa. Các bạn cứ thái sợi như này. Rồi các bạn, một củ khoai ta đã thái được ra như thế này rồi, bây giờ ta cho bột mì vào để ta trộn lên để chiên. Mình trộn với một thìa đường, tùy theo các bạn ăn ngọt hay nhạt nhé. Mình cho đường theo tùy theo ý của mình, nhiều người thích ăn ngọt nhưng nhiều người thích ăn nhạt. Và một ít nước của nghệ để tạo màu cho, đây mình dùng nghệ tươi, mình lấy nước nghệ để mình tạo màu vàng cho khoai nó vàng. Mình trộn đều nó lên như thế này. Mình trộn đều đường như thế này rồi, bây giờ mình dùng bột vào để mình đi chiên nó lên này. Đây là mình dùng bột chiên, bột trộn sẵn của cái này để mình dùng để mình trộn. Tùy theo khoai mình cho bột như thế nào cho hợp lý, không cần nhất thiết phải ấy, vì củ khoai to củ khoai bé chẳng hạn. Bây giờ mình trộn đều lên để thích ăn nhiều bột, và như có người lại thích ăn ít bột nên là mình cứ trộn vừa vừa tùy theo khẩu vị của mỗi người. Các bạn để như thế này 5 đến 10 phút xong thì ta cho vào bếp để ta chiên. Bây giờ mình cho dầu ăn vào để mình chiên. Các bạn dàn bánh mỏng ra thì mình ăn nó sẽ giòn, chứ mình mà để bánh dày thì là nó không giòn được đâu.
các bạn cứ cho bánh già một mặt đi rồi xong mình đánh lên thì bánh không bị dễ. Như thế này rồi mình lật nó lên. Mình cho lửa nhỏ về mỗi khi về bây giờ bánh nó bắt đầu già rồi. Các bạn thấy không, với một củ khoai mình rán như thế này là làm như thế, là như vàng như thế này là mình gắp ra được. Mình cho nghệ đấy, các bạn thấy nghệ tươi không? Nhìn khoai rất vàng và rất ngon. Là mình với một củ khoai mình chiên ra được một đĩa bánh khoai như thế này. Mà nhà mình thì các con thì rất thích ăn những cái món như thế này các bạn. Giòn ngon như quán. Trẻ con rất thích. Thế này là mình xong rồi. Chúc các bạn thành công với món bánh khoai này nhé.